Sáng ngày 14 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã ký bản tin cảnh báo tình hình mưa lũ cấp độ 4 tại khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300 đến 500mm, có nơi trên 800mm. Khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến 70 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Sau đó, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150 đến 300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã xếp hình thái mưa lũ ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ở cấp 4, Quảng Nam cấp 3, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2, Hà Tĩnh cấp 1. Theo các chuyên gia khí tượng, cấp độ 4 là mức độ rất nghiêm trọng, nguy hiểm,